một cậu học trò hỏi sư phụ của mình rằng: "Thưa thầy, giá trị cuộc sống là gì?" Người thầy bèn đưa cho cậu học trò một hòn đá và nói với cậu rằng: "Con hãy mang hòn đá này ra chợ, nhưng mà đừng bán nó đi, chỉ để ý xem người ta trả giá hòn đá bao nhiêu thôi." Cậu học trò vâng lời thầy, bèn mang hòn đá ra chợ. Mọi người đều không hiểu tại sao lại có người bán một hòn đá xấu xí đến như vậy. Ngồi từ sáng đến tối, chẳng có ai mua hòn đá cả. Cuối cùng, cũng có một người bán rong thương tình đến trả giá hòn đá với giá 1 đồng. Cậu học trò buồn rầu mang hòn đá về đưa cho sư phụ và nói rằng: "Hòn đá xấu xí này chẳng có ai mua đâu thầy ạ, chỉ có một người bán rong thương tình trả giá nó 1 đồng thôi." Sư phụ bèn mỉm cười đáp rằng: "Vậy thì sáng mai con hãy mang hòn đá này đến chỗ tiệm vàng và bán cho ông chủ tiệm. Nhưng mà nhớ là dù ông ấy có trả giá bao nhiêu cũng không được bán nhé." Cậu học trò lại mang hòn đá đến cho chủ tiệm vàng, và thật bất ngờ khi chủ tiệm vàng trả giá hòn đá 500 đồng. Cậu vui lắm, bèn mang hòn đá về để khoe với sư phụ. Tiện thể hỏi lý do tại sao lại như vậy, nhưng sư phụ vẫn chỉ mỉm cười và nói với cậu rằng: "Sáng mai con hãy mang hòn đá này đến cho chủ tiệm bán đồ cổ. Và nhớ là dù ông ấy có trả giá bao nhiêu cũng phải mang hòn đá về cho ta nhé." Cậu học trò lại mang hòn đá đến chỗ bán đồ cổ. Sau một hồi xem xét, chủ tiệm đồ cổ bèn trả giá hòn đá bằng cả gia sản hiện có của anh ta. Cậu học trò sừng sốt lắm, bèn mang hòn đá về kể lại sự tình đầu đuôi cho sư phụ nghe. Lúc đó sư phụ mới bình thản nói rằng: "Hòn đá này thực chất là một khối ngọc cổ có giá trị bằng cả một gia sản lớn. Giá trị cuộc sống cũng như vậy, có người hiểu và có người không hiểu. Người không hiểu và không cảm nhận được thì cuộc sống không đáng giá một xu. Nhưng người hiểu được nó thì nó đáng giá bằng cả một gia sản." Hòn đá vẫn vậy và cuộc sống vẫn thế. Điều duy nhất tạo nên sự khác biệt đó chính là sự hiểu biết và cách nhìn nhận của con. Mỗi chúng ta đều có cách định giá riêng về hạnh phúc và thành công. Chúng ta hãy tôn trọng những sự lựa chọn của họ và biết cách làm cho cuộc sống của mình trở nên giá trị theo một cách riêng. Chỉ có bạn mới có thể quyết định cuộc sống của bạn mà thôi. Thank you.